Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đứng lên lãnh đạo, đánh đuổi quân Đông Hán ra khỏi bờ cõi Giao Chỉ, giành lại độc lập cho dân tộc trong suốt 3 năm. Lời thề của Trưng Trắc đã được khắc sâu vào bia đá tượng đồng, lưu truyền mãi cho đến tận ngày hôm nay. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn xin vẹn vẹn sở công lên này. Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cuốn sách Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nằm trong bộ sách lịch sử Việt Nam. Cuốn sách Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nằm trong bộ sách lịch sử Việt Nam do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2014. Hai Bà Trưng là hai nữ anh hùng dân tộc lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành độc lập thời Bắc thuộc lần thứ nhất. Hai Bà Trưng, chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị, vốn xuất thân trong gia đình lạc tướng yêu nước ở huyện Mê Linh. Cả hai chị em đều rất giỏi võ nghệ. Nhìn non sông bị nhà Hán đô hộ, hai bà nuôi chí lớn khôi phục lại nền độc lập. Viết về khởi nghĩa Hai Bà Trưng có rất nhiều nguồn sử liệu, từ các sách sử chính thống cho đến các thần tích, các câu chuyện kể và giai thoại lưu truyền trong dân gian. Cuốn sách Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gồm có 7 phần chính. Phần 1, những vấn đề tồn nghi. Phần 2, dựng cờ khởi nghĩa. Phần 3, cuộc chiến chống xâm lược. Phần 4, căn cứ Cấm Khê và kết cục bi tráng. Phần 5, một số thần tích về các tướng lĩnh của Hai Bà Trưng. Phần 6, các di tích thờ Hai Bà Trưng. Phần 7, tướng lĩnh của Trưng Vương đương thờ phụng tại các địa phương. Ở phần 1, cuốn sách đưa ra các nguồn sử liệu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có nhiều vấn đề còn tồn nghi, bởi ngay các nhà viết sử thời phong kiến cũng có những chỗ không thống nhất. Thêm nữa, thần tích các làng viết về tiểu sử Hai Bà Trưng cũng có nhiều chỗ bất cập và thời gian diễn ra sự kiện này đã quá xa. Tuy nhiên, dư âm của cuộc khởi nghĩa, thần tích các làng, các giai đoạn lịch sử và sự thừa nhận ảnh hưởng lớn lao của cuộc khởi nghĩa trong một số sách sử Trung Quốc đã cho thấy, khởi nghĩa Hai Bà Trưng dù diễn ra trong một thời gian ngắn, song đã có tác động rất lớn trong lịch sử cổ đại của Việt Nam ta. Phần 2, dựng cờ khởi nghĩa, viết về tiểu sử của Hai Bà Trưng cũng như quá trình dựng cờ khởi nghĩa nơi vùng đất Mê Linh thuở xưa. Nén thù nhà vì nghiệp lớn, Hai Bà Trưng đã cùng các nghĩa binh khắp nơi quy tụ lập đàn tế cáo trời đất. Trưng Trắc nai nịt gọn gàng, nâng gươm đọc lời tuyên thệ. Các cánh quân nghĩa sĩ đồng loạt nổi dậy tấn công và giành thắng lợi. Mùa hè năm 40, Trưng Trắc lên ngôi, lấy hiệu là Trưng Vương, đóng đô tại Mê Linh. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Trong phần 3, cuộc chiến chống xâm lược, và trong phần 4, căn cứ Cấm Khê và kết cục bi tráng. Vào năm 41, Hán Quang Vũ nhận được tin báo Trưng Trắc xưng vương, đã tức giận sai Tô Định dẫn 5 vạn quân đi trước, cùng Mã Viện mang 30 vạn quân tiến vào nước ta. Ở các phần này, tác giả đã trình bày một cách chi tiết và sinh động về những trận chiến khốc liệt và anh dũng của Hai Bà Trưng cùng với nghĩa binh. Mặc dù quân địch hung hãn đàn áp, nhưng quân ta vẫn cố gắng chống trả quyết liệt với tinh thần yêu nước cao độ. Tuy bị đàn áp, song những trận đánh như Lạng Sơn, Lãng Bạc, Hạ Lôi, Cấm Khê, Thần Phù, v.v. đã thể hiện rõ tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt. Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đã hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay. Có thể thấy tình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương như trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã viết. Phần 5, một số thần tích về các tướng lĩnh của Hai Bà Trưng. Ở phần này, những thần tích về các tướng lĩnh của Hai Bà Trưng được kể lại một cách khá chi tiết từ tiểu sử, những đóng góp trong cuộc khởi nghĩa, sự hy sinh cũng như những giai thoại thần tích liên quan. Nữ tướng Xuân Nương, Thiều Hoa, Bốn Đàn Hồng, Dương Nước Dương Đình, Bạch Ngọc Lương Tú, Nha Tam Nương, Lê Thị Hoa, Thục Côn,
Trần Thị Nga, Nguyệt Nga, Lê Chân, Bác Nàng, Thánh Thiên, Nàng Tía, vân vân. Với gần 140 trang sách, phần 5 là phần chiếm nhiều dung lượng nhất trong cuốn sách này, sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vị tướng lĩnh khắp nơi đã quy tụ dưới ngọn cờ đại nghĩa của cuộc khởi nghĩa hào hùng của dân tộc. Phần 6 và phần 7, di tích thờ Hai Bà Trưng và tướng lĩnh của Trưng Vương được thờ phụng tại các địa phương. Cho đến nay, Hai Bà Trưng được thờ ở ba ngôi đền chính là đền Hạ Lôi ở Mê Linh, Hà Nội, đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ và đền Đồng Nhân. Cuốn sách mô tả về các vị trí tọa lạc của các ngôi đền, những nét kiến trúc trong các ngôi đền, các nghi lễ tưởng niệm Hai Bà. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập các đền thờ các tướng lĩnh, những công lao và các đền thờ những nghĩa binh trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đi qua 250 trang sách của khổ giấy 21cm, từng phần của cuốn sách Khởi nghĩa Hai Bà Trưng sẽ đem đến cho người đọc nhiều kiến thức bổ ích. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phương Bắc của dân tộc Việt Nam ta từ những ngày đầu dựng nước. Từ đó càng thêm hung đúc tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, một dân tộc bách chiến, bách thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, những lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng dường như vẫn còn vang vọng lại cho đến ngày hôm nay. Hỡi đồng bào trăm họ, giặc Đông Hán đang xéo chạy tổ quốc, nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang, thà chết mà đứng thẳng hơn cam chịu sống quỳ. Nước Việt ta cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước bàn thờ quốc tổ, thề hy sinh, giết giặc cứu non sông. Những lời của Hai Bà Trưng vẫn còn vang vọng như những bài học lịch sử sâu sắc mãi lan truyền cho đến tận ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn tác phẩm này, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.